Một thương hiệu bánh bao lâu đời thuộc top trong ngành gọi tên bánh bao Thọ Phát với hàng trăm chi nhánh trên toàn quốc này đã chính thức đổ bộ tại Hà Nội. Thế nên là hôm nay mời mọi người cùng mình tới mini bar để thưởng thức nhé. Điểm đầu tiên mà mình rất ưng ở thương hiệu này là đầu vào hay đầu ra đều được kiểm soát kỹ lưỡng để phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn và đạt chứng nhận toàn cầu về an toàn thực phẩm BRC và ISO. Bánh bao được nghiên cứu kỹ lưỡng nên đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và cực kỳ phù hợp để mọi người có thể sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Menu cũng rất là đa dạng, từ bánh mặn tới bánh chay, giá cả thì dao động từ 2.000 tới 21.000. Mình có gọi thử một số loại thì phần vỏ bánh đều thơm xốp. Bánh bao thập cẩm thì có nhân, thịt, miến, nấm mèo, trứng cút với phần nước thịt đậm đà rất là hợp miệng mình nhá. Bánh bao hoàng kim thì có lớp sốt lava béo ngậy, kiểu thơm đậm mùi kem trứng ấy. Ai mà thuộc team ăn chay thì ở đây cũng có bánh bao chay nhân nấm hoặc bánh bao tạo hình các con vật siêu cute với phần nhân trứng sữa. Thậm chí là người ta còn bán cả bánh giò cơ. Với hàng nghìn điểm bán lẻ thì mọi người có thể mua bánh bao Thọ Phát về để tủ mát và hấp lại ăn dần cực kỳ tiện lợi. Để dành tối đói bụng còn có cái mà sơi thì quá là hợp lý. Mọi người có thể ghé mua bánh bao Thọ Phát ở cửa hàng mini bao nhé. Mình chúc mọi người ngon miệng và bây giờ thì bye bye!